Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Ante Channel. Và hôm nay anh em mình là lại đến với cái tựa game khá là quen thuộc nha. Tựa game là Dragon Mania Legend. Wow, mới giờ anh em mình nhận được một cái phần thưởng khá là đặc biệt, 20.000 vàng. Và đây chúng ta có thêm 2.000 thức ăn nữa ha. Quá là ngon lành luôn. Rồi, và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh nhớ cho mình một subscribe nha. Này, mọi người nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để các bạn sẽ không bỏ lỡ những cái video mới đến từ kênh HNT Channel. Rồi, ở đây thì anh em mình hiện tại đã có được 80.000 vàng. Ở đây thì wow, mình đã có cái bé này rồi. Ở đây thì chúng ta cần đó là đưa cái bé này ra, nhưng mà hiện tại là mình chưa có. Ok, vị trí này tốn nhìn đất tốn tầm khoảng 10.000 ha, 10.000 để chúng ta xây dựng. Trời luôn. Wow, ở đây thì chúng ta đang có một cái sự kiện mới ha mọi người. 1 2 Wow, vô đây để chiến đấu hả? Rồi, quất luôn. Gì đâu lẽ dữ vậy man. Tiếp theo thì anh em mình sẽ mình sẽ nâng cấp lên cho rồng nha mọi người. Mình đã xây dựng cái nhà này ra rồi ha. Cái nhà này mình xây xong rồi thì bây giờ mình sẽ đi nâng cấp lên cho rồng. Ở đây mình sẽ cho cái bé này ăn nha. Đây. Wow, mấy bé này nó ăn nó khỏe lên thì anh em mình mới đi chiến đấu được ha. Ôi, level là maximum là tầm khoảng level hết thức ăn luôn chứ không phải là maximum các bạn ơi. Mà anh em mình không đủ thức ăn để cho ăn. Rồi, thành viên tiếp theo thì anh em mình sẽ cho tới con nào đây ta? Wow, bé này thì sẽ có được tầm khoảng 2 chiêu nè. 30.000 thức ăn mà nó ăn gì ghê quá. Rồi, khô máu luôn các bạn, lên được level 11. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi chiến đấu nha. Anh em mình sẽ đến với cái khu vực đó chính là leo núi. Đây. Bây giờ mình đã có con level 14 rồi, anh em mình sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Đó, vô kèo liền. Chiến đấu anh em ơi. Một hit của anh em mình bây giờ là kéo được cả khúc máu luôn, 700 mấy các bạn ha. Wow, bây giờ là đến với bé đất đi. Perfect cái nào. Ôi, hạ được một đối phương. Yeah, vậy là hạ thành công được một bé, tên bạn sẽ còn lại hai con. Tiệc chiêu đất của mình thì đang khá là bá đạo luôn. Wow, vẫn là chiêu đất đi ha. Ôi, đi du lịch một con. Bây giờ là tên bạn còn lại hai bé. Wow, còn lại một con duy nhất thôi. Quá tuyệt vời. Rồi, anh em mình đang cố gắng kéo luôn. À, ở đây thì anh em mình sẽ xài được cái chiêu đặc biệt nha. Click out to click các bạn ơi. Anh em chúng ta phải click thật là nhiều để có thể được số sát thương cao nhất, 1850. Wow, anh em mình nhận thêm được 5 viên game nữa nè. Cái chế độ cày cuốc này thiệt là bá đạo. Rồi, tới công chuyện luôn. Lên được cái bước tiếp theo. À, mình gần level 13 rồi. Ở đây có một cái chiếc rương này các bạn. Đây có một cái chiếc rương. Ôi, rương này cho anh em mình được ít thức ăn ha. Cổ lên. Rồi, tiệt chiêu lửa. Rồi, mình sẽ đập cái con ở giữa đi. Perfect. Wow. Hình như là mình vừa ra chiêu là tên bạn đáp trả lại mình liền luôn ấy. Ở đây thì mình thấy chiêu lửa đang cũng khá là cao nè. Ôi, chiêu lửa đi. Đó, chiêu lửa thấy ok hơn. Wow, hạ được một bé rồi nha. Bây giờ là tới hai con bên cạnh. Chết chưa, bị mít rồi. Mít cái buffet đó các bạn. Ờ, chiêu đất. Chiêu đất thì này mình thấy đam nó to hơn nè. Wow. Bây giờ là một solo một nè. Vô kèo. Ui, cay. Mình đang cần buffet các bạn ơi. Perfect thêm một cái nữa thì mình sẽ có thêm được một lượt chiến đấu. À, cái này là không cần perfect luôn. Qua cửa rồi.
Yeah. Wow, phần thưởng của anh em mình lần này sẽ là ok, lên được cỡ 23. Ở đây thì mình có một cái wow, 13 ha, anh em mình level 14. Mình tính là mình trên cơ nữa rồi đấy. Perfect, lên tới 1071 điểm luôn các bạn ơi. Lượng đam đến từ nhân vật của mình là cực kỳ gắt nha. Ôi, chiều lửa đam không to. Ở đây thì chắc có lẽ là mình sẽ xài chiều đất đi các bạn. Chiều đất là mình thấy đam to nhất, 500 mấy ha. Wow. Yeah, hạ luôn. Ôi rồi, bây giờ anh em mình xài lại ngay cái chiêu này đi. Ôi, tưởng đồ bị mít không à, hết cả hồn. Wow, căng này căng à. Rồi, hạ được một con, bây giờ là một solo một đây. Mình cần hai lượt đó. Mình cần thêm một lượt đánh nữa. Ôi, lượt đánh này mình hạ luôn đối phương rồi. Wow, victory nữa nha. Rồi, pha này được bao nhiêu thức ăn đây? Được 300. Ui, hình như là cái này. Wow, cái game này nó quảng cáo hơi bị nhiều các bạn ơi. Ở đây thì hình như là mình đã quýnh được rồi nè. Nhưng mà nó không cho mình nhận. Chắc có lẽ là mình phải chiến đấu ở đây nữa ha. Rồi, lập tem quất liền. Ok man. Đây, mới vô là thấy đam một hit tới 900 mấy là mình thấy ngon rồi đấy. What? Ui, cha bị dính cái mít mới đau. Thiệt tình luôn. Perfect nha. Này tọa độ khá là khó canh đó các bạn. Rồi, ở đây mình sẽ tranh thủ mình hạ trước một con đi. Rồi, hai thành viên hai bên này thì ôi, lượng đam mình không cao. Rồi, ok, chiêu đất. Chiêu lửa. Cũng được cả khúc luôn ấy. Ui, tem bạn nó khôn quá, nó đè cái con mạnh nhất tem mình mà nó đập không luôn á các bạn ơi. Ôi, đi du lịch rồi, hai con này, hai con cùi bắp của tem mình. Cày. Rồi, mình được chiêu đặc biệt rồi đây. Vô kèo liền. Để xem coi bé này. Wow, cố lên em ơi. Ui, 1500, 1850 các bạn. 1850 lít. Quá tuyệt vời. Rồi, ở đây thì mình được 10.000. Và mình lên level 14 luôn các bạn ơi. Unlock thêm được cái con tàu ha. Tàu nhỏ. Cái này thì anh em mình nâng cấp lên được level 5. Đó, khá là nhiều món đồ thú vị luôn. Wow. Ở đây thì hồi nãy mình quất rồi. Hình như là chiến đấu đây là mình phải win và không bị chết hay sao ấy. Rồi, vị trí này để mình tính toán kỹ lưỡng mới được. Vô kèo. Một hit là thấy perfect rồi đấy. Perfect thêm một cái nữa luôn. Wow. Rồi, vị trí này là đưa bé này đi du lịch liền. Wow, ngon lành nha. Đó, rồi bây giờ đến với cái bé cuối cùng. Ôi ôi, bé này hạ mất một thành viên của team mình rồi. Wow. Rồi, vậy là có chiêu gió với chiêu đất là đam to thôi. Cái này anh em mình có thể vượt qua được. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là nhưng mà. Đây, lắm. Nhưng mà hy sinh hết hai thành viên rồi các bạn ơi. Đó, 1700 mấy. Rồi, ok, qua cửa. 12.000 vàng. Thêm 800 nữa luôn. Rồi, tiếp tục nha. Wow, mình có một thành viên gánh tem thôi, nhưng mà mình thấy con này nó gánh rất là vất vả luôn. Đây. Rồi, một hit nữa.
quá tuyệt vời. Bây giờ còn lại hai thành viên. Cố lên. Wow, anh em mình hy sinh hết một con rồi. Ôi, tem bạn nó cũng thông minh phết luôn. Nó đè cái con mạnh nhất tem mình mà nó gõ không hà. Perfect các bạn. Và bây giờ xài được chiêu đặc biệt với bé này rồi ha. Vô keo. 33 hit các bạn ơi, lượng đam lên tới 1933 luôn. Lượng đam rất cao. Wow, hôm nay anh em mình nâng cấp rồng lên level và chúng ta cho mấy cái bé này của mình leo lên cũng khá là ổn luôn á. Đây mình có được một chiếc rương nữa nè, một viên game ha. Đó, càng lên cao thì bắt đầu nó càng khó. 12. Hai con 12, một con level 13. Wow, anh em mình đè cái con mạnh nhất hết ta. Hai chiêu này nó cũng xem nhau. Rồi. Wow, 720. Chiêu đất. Cố lên. Rồi, pha này thì anh em mình sẽ xài cái chiêu này cho thành viên ở giữa ha, cánh ta. Cánh đi. Còn cái bé này thì anh em mình xài cái phù nhân vật này không đủ sức hạ luôn. Đó, còn là một xíu. Ôi. Rồi, ngon lành. Bé này, rồi anh em mình đã hạ được một thành viên ha. Cố lên. Bây giờ thì mình sẽ dồn qua tới cái thành viên ở bên kia. Đó. Bây giờ bắt đầu xài chiêu đặc biệt nè. Vô keo. Quất lý lẽ liền. Wow, 29 các bạn ơi, mà thành viên này vẫn còn. Ôi, con này nó khỏe quá, nó vẫn còn luôn ấy. Rồi, vậy là anh em chúng ta lại leo lên được một cái bậc nữa ha. 12.000 vàng. Lên được 100 mấy rồi, 103. Đó. Rồi, đây là 26. Ui, hai con level 14. Wow, lại có thêm một cái pha quảng cáo nữa, không đỡ được các bạn ơi. Đang quậy trong đây mà nó vẫn quảng cáo được. Rồi, anh em mình sẽ chiến đấu luôn nha mọi người. Ca này thì nó hơi căng. Là tên bạn sẽ có hai con rất là mạnh. Rồi mình sẽ đè, mình gõ cái con này trước. Wow, hai con này nó khỏe thế. Rồi 500 mấy. Ui, đi du lịch hết một em luôn rồi. Ui chà, căng rồi các bạn ơi. Lần này thì cái bé này nó hơi bị mạnh đấy. Rồi, không biết là anh em mình có qua nổi cái cửa này không? Ui, 1.000 luôn. Tính ra là chiêu lửa với chiêu đất. Hai chiêu này nó cũng xem nhau thôi. Wow, 700 mấy. Mình chịu không nổi các bạn, con này nó khỏe quá. Rồi, bây giờ thì anh em mình đã bị gọi là dừng lại ở cái vị trí này rồi ha. Rồi, ở đây mình sẽ cố gắng mình vượt thêm một cửa nữa xem coi nổi không. Rồi, vô keo. Wow, ca này thấy khá là ổn đây. Mình thấy là đầu tiên là mình hạ được một con là thấy ngon rồi đó. Con ở giữa này mình thấy nó khá là trâu. Hầu như là hai con bên cạnh là anh em mình cân ngọt xớt luôn á. Nhưng mà cái con ở giữa này khá là gắt đấy. Wow, ôi, mạnh dữ. Wow, hên quá, vẫn dính được perfect. Ui, do không đúng chiêu thôi các bạn ơi. Đúng chiêu là con này nó cũng đi du lịch với mình luôn. Đó, quá tuyệt vời. Rồi, vị trí này anh em mình sẽ kéo được bao nhiêu nữa đây? 12.000 vàng mà chúng ta có thể 900 thức ăn.
sảy luôn. Ôi, cái này sao thế nhỉ? Là anh em mình vẫn có thể chiến đấu lại ở những cái khu vực này nha mọi người. Mình có thể chiến đấu để mình nâng cái sao của mình lên. Đó. À, muốn nâng sao đó là anh em chúng ta phải giữ toàn vẹn 3 con ha. Ôi, mà cái này anh em mình giữ không nổi các bạn. Đó, anh em mình thấy là đường nào mình cũng bị bế đi hết. Cố gắng lắm nhưng mà vẫn không chịu nổi. Wow, bây giờ là còn lại một bé nè. Nhưng mà cái bé này thì cũng khá là khỏe luôn á. Rồi, đường nó anh em mình bị tụt quá nhiều. Ui, victory nữa nhưng mà lần này cũng được một sao thôi. Được 3 vàng, 3.000 vàng. Wow, nhận thưởng các bạn ơi. Chiến đấu ở đây thì anh em mình sẽ nhận được một số món quà cũng khá là thú vị đây. Wow, nhận thêm được 5 viên game. Rồi. Ôi, yes, dragon. Ở đây chỉ có thể xem quảng cáo để kiếm mảnh của con rồng này. Đây có mấy con rồng khá là xịn luôn. Mấy thành viên này thì anh em mình phải có 3 con này rồi được tặng con này hả các bạn. 3 con này con mấy con hàng VIP không à. Mấy con này đều là con rồng xịn hết. Ồ, ngày mai là mình được thêm 5 viên game nữa nè. Đó, cố lên. Rồi và các bạn ơi, đây mình đã được ui được 25 điểm nữa rồi. Đó, vậy là chiến đấu trong cái khu vực Better là anh em mình vẫn nhận được điểm này nha. Rồi ở đây anh em mình được 6.000 thức ăn. Mình đang kiếm tiền để mình có thể làm sao để thải cái bé này ra nè. Con này cấp E, cần phải có cái nhà này đúng không? Cái nhà này mình đang xây. Nếu như mà muốn nhanh thì chúng ta tốn 3 viên game. Đó. Rồi và các bạn ơi, ở đây sẽ có 3 tập tiếp theo nha. Anh em thích xem tập nào thì xem thêm một tập nữa ủng hộ mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha.